Tối ngày 20 tháng 7, tại thành phố Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã tổ chức giải cầu lông. Đây là một trong những môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 năm 2022. Giải có gần 200 vận động viên đến từ các huyện, thành phố, các sở ngành, lực lượng vũ trang tham gia thi đấu ở 10 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ ở hai nhóm dưới 40 và trên 40 tuổi. Theo đánh giá của ban tổ chức, sau Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện, các cơ sở, giải đấu năm nay đã thu hút khá đông những hạt nhân tiêu biểu đại diện cho phong trào cầu lông của các đơn vị địa phương, trong đó có hai vận động viên vừa tham gia SEA Games đã mang lại không khí sôi nổi với những trận đấu hấp dẫn. Đặc biệt, đây là dịp để các vận động viên quay lại sân thi đấu sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, cũng như để ngành thể thao kiểm tra, đánh giá lực lượng vận động viên ở cơ sở, qua đó tạo cơ hội cho các vận động viên được tranh tài, cống hiến những trận cầu hấp dẫn cho khán giả, góp phần nâng cao năng lực tổ chức thi đấu, cũng như thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao nói chung, phong trào cầu lông trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Giải sẽ bế mạc vào ngày 24 tháng 7.